Chào các bạn, trong video trước tôi có chia sẻ về một cái trường hợp, đó là một khách hàng mở spa bị phạm vào lỗi tam sát, đúng không? Dẫn đến cái việc mà tức là từ khi mà họ làm cái công trình cái thay cái đường ống nước ở phía trước cửa hàng, mà nhà năm nay là thuộc góc đông nam, thì tự nhiên là khách rất là vắng. Đấy, thì tôi cũng làm video trước để mà chia sẻ với các bạn, thì có một anh khách hàng của tôi thì anh cũng có phản hồi như này. Anh phản hồi là trước kia thẳng sân cửa hàng anh có thoát nước chìm của đường to hơn, năm nay mở đường làm lại cống to hơn, vẫn chỗ đó nhưng không phạm vào sân mà mở rộng cống ra đường nhưng thấy ít khách hơn. Đấy, có lẽ anh bảo là sau khi anh xem bài của tôi thì anh nghiệm lại về trường hợp về cửa hàng anh đấy, thì anh bảo là tối qua xem mới giật mình. Có nghĩa là như nào? Có nghĩa là bình thường ấy, các yếu tố phong thủy tác động lên một cái căn nhà chúng ta, và đặc biệt là tác động lên những người trong căn nhà đó, thì có yếu tố thuộc về yếu tố bên ngoài, đúng không, và yếu tố bên trong. Đấy, thì nhiều khi là yếu tố bên trong là chúng ta đã sắp xếp nó ổn định rồi, tuy nhiên là những cái tác động bên ngoài thì nhiều khi là tác động, gọi là những cái tác động chúng ta không biết trước được. Ví dụ nhà của bạn đang xây ở đây rất là ổn định rồi, đùng một cái năm sau dãy nhà đối diện họ xây lên, họ mọc lên, hoặc đùng một cái là nhà bên phải nhà bạn họ xây nhà, hoặc đùng một cái là công trình nhà nước họ sửa đường, họ làm cống, đúng không? Thì những yếu tố đó là những yếu tố mà chúng ta không kiểm soát được. Đấy, thì ví dụ như là như cái trường hợp mà tôi chia sẻ là tại cái phương vị, cái hướng nhà đó đã xấu rồi, lại cộng thêm cái sự tác động từ yếu tố bên ngoài, thì nó sẽ làm tác động ảnh hưởng càng xấu hơn đối với cái phong thủy nhà đó. Đấy, vì vậy mà trong phong thủy thì chúng ta ngoài chúng ta để ý những yếu tố bên trong ra, thì chúng ta cũng cần phải xem xét đến các yếu tố bên ngoài, và đặc biệt là những yếu tố tác động xung quanh cái căn nhà của chúng ta. Đấy, nhiều khi là tôi đã chứng kiến rất là nhiều những trường hợp rồi. Đấy, rất là nhiều nhà bị ảnh hưởng bởi những cái nhà xung quanh họ tác động mà hầu như cái nhà đó họ không biết. Đấy, nhiều khi là cứ bảo là năm nay tại sao đen thế. Đấy, ví dụ như là tại phương vị bị phạm tam sát này, hoặc là phương vị bị phạm vào tuế phá này, nếu như chúng ta động lên, chúng ta kích hoạt nó lên, thì bạn hình dung là bản thân những cái phương vị đó nó đã bị cái trường khí xấu rồi, mà chúng ta lại còn nậm nó lên thì cái xấu nó lại càng xấu. Đấy, vì vậy mà trong những cái trường hợp như này thì cái điều quan trọng nhất là tôi muốn chia sẻ câu chuyện với các bạn để các bạn có cái sự nghiệm chứng. Đấy, chứ không một mình tôi nói thì nhiều khi các bạn không tin đâu, đúng không? Nhưng mà đây là những cái nghiệm chứng thực tế tôi muốn chia sẻ với các bạn, để những nhà bạn nào mà đang gặp trường hợp như vậy thì chúng ta biết được để chúng ta tránh, để chúng ta hoặc là có những cái giải pháp chúng ta hóa giải nó kịp thời, nó phù hợp. Đấy, đây là những cái lỗi mà còn bị nhẹ, tuy nhiên là tôi đã nghiệm chứng rất là nhiều trường hợp có những cái lỗi sẽ nặng hơn mà rất đáng tiếc. Có những trường hợp thực sự là rất đáng tiếc, bởi vì cái gia đình đó họ còn thốt lên rằng giá như mà họ biết về cái điều này, bởi vì có gia đình mà tôi đã cảnh báo trước rồi, trước khoảng mấy tháng, tuy nhiên là họ không tin. Và sau này thì nói chung là gia đình cũng gặp những chuyện buồn, thì họ cũng bảo là giá như ngày đấy mà nghe lời cái chia sẻ của tôi, và giá như ngày đấy mà họ biết trước để mà họ hóa giải, thì nó sẽ không gặp cái trường hợp như vậy. Thì tôi sẽ chia sẻ tiếp trong những video tiếp theo để mọi người biết, mọi người tránh. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video trong ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.